Sau vụ ồn ào ở nước ngoài, diễn viên Hồng Đăng bất ngờ ẩn ý chuyện giải nghệ. Động thái mới đây nhất của diễn viên Hồng Đăng đang nhận về nhiều sự chú ý của khán giả. Vào tối ngày 4 tháng 4, diễn viên Hồng Đăng khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ ẩn ý chuyện sắp tới sẽ chuyển hướng sang kinh doanh và dừng việc theo đuổi hoạt động nghệ thuật sau gần 20 năm tham gia diễn xuất. Hôm nay có cậu em khá thân với mình, tự nhiên nhắn tin hỏi mình về việc chuyển hướng kinh doanh và nói số học của mình về nghệ thuật là đến điểm dừng rồi và cố cũng chỉ đến năm 2027. Diễn viên sinh năm 84 cho hay, khi nghe người em thân thiết chia sẻ việc này, Hồng Đăng đã bày tỏ quan điểm giống như vậy và đồng ý ngay. Mình bảo chuẩn rồi em. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn hài hước, chia sẻ thêm chuyện, một showroom quen biết, thuê về làm bảo vệ. Khi một khán giả hỏi về chuyện trở lại đóng phim, Hồng Đăng chỉ thả tim bình luận và không đưa ra phản hồi. Hồng Đăng là nam diễn viên, từng được khán giả yêu mến qua những vai diễn chân thật, và nhiều cảm xúc. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim vàng trên sóng truyền hình như Cầu vòng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ăn oán. Sự nghiệp của nam diễn viên Hồng Đăng đã đi xuống sau vụ ồn ào vào tháng 6 năm 2022 ở nước ngoài. Sau lầm xâm, Hồng Đăng hiện tại đã mở lại tài khoản mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.